Ở trận giao quân sau khi thay Hoàng Văn Phúc thì Vũ Hồng Việt đã hứng chịu thất bại. Tuy nhiên ngay sau đó quả đá bất ngờ thắng Hải Phòng 3-0 ở sân Lạch Tray. Tình huống nguy hiểm 1-0 cho BKMX Bình Dương. Pha ghi bàn của lão tướng Anh Đức. Anh Đức vẫn đang chứng tỏ phong độ rất tốt và rất có duyên ghi bàn, đặc biệt là những bàn thắng quan trọng. Anh Đức đã có bàn thắng thứ tư ở V-League 2019. Tuy nhiên anh là mẫu cầu thủ sinh hoạt chuyên nghiệp, chơi bóng vẫn bền bỉ, tập trung và cảm giác là có những pha bóng còn khôn ngoan hơn trước, khả năng chọn vị trí tốt hơn trước. Không với ai kèm chặt, anh Đức đã dễ dàng